xin chào các bạn. Để trả lời những cái câu hỏi của các bạn về cái phương pháp lượng tử hai điểm như thế nào, cách làm ra sao và ai có thể học được cái phương pháp này, trông nó có vẻ siêu phàm quá, trông nó có vẻ đặc biệt quá, trông có vẻ nó khó khăn quá, như là mình phải cần luyện tập rất là nhiều thì mình mới có thể làm được. Thế nhưng mà mình muốn nói với các bạn rằng hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và cái năng lượng tiềm ẩn ở bên trong các bạn có rất nhiều và rất sẵn ở phía bên trong. Mình chỉ cần kết nối và mình tin rằng những cái sức mạnh của mình sẽ được kích hoạt, sẽ được chữa lành và những cái tài năng, những cái khả năng của bạn sẽ đem ra để giúp đời, giúp người. Thì đó là một cái năng lượng vô tận. Và khi mà dùng cái lượng tử hai điểm này, tức là bạn tích hợp tất cả những cái thông tin có sẵn ở trong cái trường hào quang này, ở trong vũ trụ này, các bạn có thể tích hợp lại và đưa vào cái điểm thứ nhất. Và khi điểm thứ hai tích hợp vào ở cái bàn tay phải, đưa vào, và đến lúc người ta có thể đổ xuống, mà cũng có thể người ta không cần phải đổ xuống gì cả, người ta vẫn cứ đứng im lặng, người ta vẫn thư giãn, và có thể người ta có thể rung động cơ thể, người ta rung động và người ta chỉnh sửa lại những cái gì mà đang bế tắc trong cơ thể. Thì hãy cứ để cho những cái sự việc đó nó xảy ra và đón nhận như vậy. Và chữa lành như thế này là cái năng lượng từ tâm đến tâm, tức là từ trái tim dẫn đến trái tim. Mà mình ở trong cái khóa học về Jumali hai lung của mình, tức là chữa lành bằng năng lượng tình thương của vũ trụ, năng lượng từ trái tim dẫn đến trái tim. Và mình cũng đã chuẩn bị để dạy cho các bạn trên online, các bạn có thể ở bất cứ nơi đâu cũng có thể học được. Thì mình cứ nghĩ rằng những cái điều mà mình biết thì ai cũng biết cả. Cho nên là khi mà mình làm những cái video mình đưa cho mọi người xem thì đấy là chỉ là những cái video để ghi lại cái sự vật, sự việc đó xảy ra. Nhưng mà các bạn không hiểu là nó tại sao nó lại như vậy, mà trông có vẻ khó khăn. Bạn ấy làm được nhưng chưa chắc mình đã làm được. Nhưng mà mình làm cái video này để cho các bạn hiểu rằng ai cũng có thể làm được nếu mà có người thầy hướng dẫn chỉ cho bạn đến nơi đến chốn, và các bạn làm đúng theo cái đạo đức nghề nghiệp, làm theo cái trí tuệ và làm theo cái nghị lực, thì tất cả mọi việc các bạn đều làm được. Mình sẽ để cho con gái mình hôm nay làm cho mình, hướng dẫn qua cho các bạn một cái demo này để các bạn hiểu thêm một chút về lượng tử hai điểm, và các bạn có thể đăng ký học những cái khóa học này nhé. Rồi bây giờ mẹ mời Linda vào làm giúp cho mẹ được không? Ok, Linda là người chữa lành cho mẹ hôm nay, thì mình có thể hỏi là cái người muốn chữa lành mong muốn điều gì? Nhiều người đến với mình nhưng mà người ta không biết người ta mong muốn điều gì. Có thể là người ta bị bệnh, người ta muốn được chữa lành, hoặc có thể người ta không thành công, mình một cái mảng nào nó bế tắc thì người ta muốn trở thành một người thành công. Người ta đang có những cái đau khổ gì, muốn chuyển hóa cái đau khổ đó, thì lượng tử hai điểm là một phương pháp rất là nhanh. Mình có thể thay đổi, có thể chuyển hóa trong cái ý thức của mình, thay đổi ngay lập tức, ngay bây giờ, không phải lâu, không phải đi tìm. Và nhiều người bị mất cái kết nối với cội nguồn, không biết mình là ai, không biết mình đến đây để làm gì, không biết là kế hoạch cuộc đời của mình là gì. Thì trước tiên là mình phải biết là mình là ai. Ok, thì cái năng lượng đó là điểm thứ nhất, là cái điểm, cái nỗi đau, những cái vấn đề của mình ở điểm thứ nhất ở bàn tay trái. Và điểm thứ hai là mình tích hợp tất cả những cái năng lượng cội nguồn, những cái năng lượng tích hợp tốt đẹp nhất nó có sẵn ở trên vũ trụ này, ở trong cái năng lượng này, và năng lượng đầy yêu thương của trái tim dẫn đến trái tim, và đưa cái điểm thứ hai này đến. Thì lúc đó có thể là người ta sẽ ngã lăn ra, người ta ngã lăn ra, hoặc là người ta có thể cơ thể người ta sẽ rung rinh và chao động để nó chỉnh sửa lại. Thì mình cứ để cho nó, những cái sự việc nó xảy ra, và mình sẽ giải thích tiếp. Và điều thứ nhất là hỏi xem người ta mong muốn gì, và có thể người ta trả lời hoặc không trả lời cũng không cần thiết, chỉ quan trọng là người ta biết thôi. Bây giờ con sẽ làm cho mẹ cái này đi, và mẹ mong muốn là mẹ được chuyển hóa cái năng lượng của mình để nâng cấp lên 5D, rung động thư giãn, nhiều năng lượng tích cực hơn,
phù hợp với sự chuyển đổi của trái đất. Tám cứ xuyên cảm ơn con. Để mẹ giải thích thêm, đây là một cái demo của mình. Khi mà người ta ngã xuống như vậy thì mình cứ để cho người ta nằm, người ta ngồi thật là tĩnh dưỡng. Nếu mà người ta không ngồi lắc lư thì mình có thể đặt cho người ta nằm xuống để người ta thật thư giãn. Và trong cái trạng thái thật là thư giãn này, có thể như là một chớp nhoáng người ta lại quay lại những cái quá khứ, quay lại những cái tiền kiếp, quay lại những cái chương trình cũ, mà tại sao cái điểm đấy nó lại bế tắc. Và trong lúc quay lại như thế thì nó sẽ chuyển hóa lại những cái năng lượng bế tắc đó. Và cũng có rất nhiều người khi mình làm ấy thì người ta lại quay trở lại những cái kiếp trước. Người ta nghĩ nó như là một cuốn cassette rất là nhanh, right, một phát quay trở lại và được kết nối với cội nguồn, biết là mình có sự kết nối với vũ trụ và tất cả đều là một, đều là kết nối với nhau, không có cái sự tách rời ra. Và nhiều người, người ta cô đơn, người ta sợ hãi, người ta trầm cảm, người ta đau khổ, thì người ta biết rằng à, mình luôn luôn kết nối và đầy đủ những cái năng lượng yêu thương xung quanh mình, không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, không còn hồ nghi, không còn đau khổ vì những cái thất bại, vì những cái vấp ngã của mình, những cái lỗi lầm của mình đã tạo ra, và chuyển hóa thành những cái bài học, đón nhận những cái bài học đó để chuyển hóa, để lên lớp, để học những bài học mới, và biết rằng mình vững chắc, mình bền vững, mình được kết nối thì mình sẽ được đón nhận nhiều món quà vi diệu của vũ trụ này gửi đến cho mình. Và như là đã giải thích với các bạn ở trước thì mình sẽ làm thêm những một số video nữa cho các bạn hiểu thêm. Nếu các bạn muốn hỏi gì thì các bạn có thể viết xuống comment ở dưới này để hiểu thêm, và có thể đăng ký tham dự những cái khóa học online về chữa lành, về lượng tử hai điểm mà mình hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có thể giúp đỡ đưa vào thực hành ngay trong bản thân mình, trong gia đình, để giúp đỡ những người xung quanh mình, và có thể trong cái quá trình mình quan hệ, mình giao tiếp, các cái mối quan hệ của mình tốt đẹp hơn, mình có cái chìa khóa để mình mở cửa, mở những cái cánh cửa mới của hạnh phúc, của thành công, của tài năng, của sự viên mãn. Và điều quan trọng là mình biết rằng học phải đi đôi với hành. Mình có học đi bao nhiêu chăng nữa, mình chỉ nghe người ta nói thôi, nhưng mà mình không thực hành thì mình không biết cảm nhận được. Ví dụ người ta bảo quả táo thì ngon lắm, ngọt lắm thế nhưng mà mình không cắn, mình không ăn, mình không cảm nhận được, mình phải tự thực hành thì mình mới biết là ôi quả táo này giòn ngon ngọt quá. Chứ không phải là có những cái quả ở trong là nó ủng, nó thối ở phía trong bởi vì nó tiêm những cái gì đấy mình không biết. Thì mình phải thực hành. Thực hành là điều quan trọng và thường xuyên hơn. Mình được trải nghiệm nhiều, chẳng qua là mình thực hành nhiều. Mình học một nhưng mà mình thực hành 10 đến 100 lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, đăng ký kênh YouTube của mình và sẽ tham gia những cái khóa học của mình. Thank you, sorry, I love you. Gửi rất nhiều năng lượng thương yêu đến với các bạn, từ trái tim dẫn đến trái tim.